Hi, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley James Phấn Mì Ly Cuộc Sống Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và video ngày hôm nay, Haley xin được gửi đến quý vị một câu chuyện đến từ Hàn Quốc qua cuộc đời của một người phụ nữ Việt Nam. Chị kể ra cho chúng ta nghe về cuộc sống hiện tại, mà đặc biệt chị muốn chia sẻ về cái nỗi đau khi còn đang trong cuộc hôn nhân với người đàn ông đó. Sau khi kết hôn, mãi 7 năm sau, chị mới có tin vui. Và rồi sau khi sanh con được 5 tháng, nước mắt tràn trề, tay chân run lẩy bẩy, chấp nhận đặt bút ký giấy ly dị để trả chồng mình về cho gia đình cũ của anh ấy. Nghe tới đây, quý vị nghĩ nó chỉ là trên những bộ phim hoặc nó ở trong những cái bộ truyện tiểu thuyết. Nhưng không quý vị ạ, nó đã xảy ra trong cuộc đời của chị, nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay. Kính mong quý vị hãy nghe hết câu chuyện, xem coi cuộc đời của chị ấy đã trải qua như thế nào. Ta nói cuộc sống Mỹ nó quyền lực lắm quý vị ạ, thì chồng của chị ấy cũng bị vướng vào cái cuộc sống Mỹ. Chị kể như thế này. Ngày xưa còn là con gái, chị cũng có bạn bè nhiều lắm. Cũng yêu anh này, rồi thương anh kia chứ. Nhưng rồi đường tình duyên lận đận, người ta quen chị một thời gian, rồi người ta tự dưng bỏ chị rồi đi lấy một người khác. Đến trải qua 2-3 người, cuối cùng chị mới gặp được anh. Anh ấy là người đàn ông đã từng trải. Anh ấy dày dạn trong tình trường. Và rồi chị đã ngã vào vòng tay của anh ấy sau 2 năm tìm hiểu và yêu đương. Chị chấp nhận anh ấy đã từng ly hôn. Chị chấp nhận là anh ấy còn vướng bận 2 đứa con riêng. Vì thương, vì yêu, chị chấp nhận tất cả. Mặc dù gia đình đã ngăn cản và nói rất nhiều về người đàn ông này. Gia đình chị nói đến bây giờ suy đi nghĩ lại thật sự rất đúng. Vì mình đang trong cái dòng lẫn quẩn của tình yêu thì lý trí của mình sẽ không bao giờ được sáng suốt. Nhưng những người lớn trong gia đình mình, họ là những người đã từng trải. Họ có cuộc sống dài hơn mình, họ trải qua nhiều kinh nghiệm hơn mình, thì họ nhìn thấy đó, họ nói nhưng mình không nghe. Rồi cuối cùng, mình là người phải chịu đựng cái nỗi đau đó. Thì gia đình nói, nó lấy mày rồi, nó sống với mày 5-3 năm, nó cũng bỏ mày, nó đi kiếm con khác. Bằng chứng là nó đã từng bỏ gia đình của nó, thì bây giờ có tin tưởng được không? Nhưng chị chấp nhận tất cả, thôi thì cưới. Gia đình hai bên cũng đứng ra tổ chức cưới một đám cưới linh đình, đúng lễ nghĩa của văn hóa Việt Nam. Hai người yêu nhau, nắm tay nhau bước lên lễ đường. Ta nói tất cả mọi thứ nó diễn ra một cách tốt đẹp và chị thầm nghĩ tình yêu của mình và anh ấy sẽ suôn sẻ đi đến đầu bạc răng long đây. Anh ấy hiền từ, thương chị hết mực. Tuy là ảnh đã từng đổ vỡ hôn nhân, nhưng với mình là một cô vợ trẻ thì ảnh phải thương, cưng và chiều mình chứ. Rồi thì sau kết hôn, ai cũng có công việc riêng tư để làm. Anh ấy cũng vậy và chị cũng vậy. Ảnh là tài xế, ảnh có một chiếc xe riêng để chạy chuyên chở xe hợp đồng và rồi cũng thỉnh thoảng chở khách. Cuộc sống nói về kinh tế nó ổn định, nhưng đường con cái thì nó chậm. Trong 7 năm, hai vợ chồng giống như hai vợ chồng tơ với nhau, rất là hạnh phúc vui vẻ. Nhưng rồi chị nói, nó vui vẻ dừng lại ở cái mức là chị chấp nhận tất cả mọi thứ, cho nên chị không quan tâm đến bất cứ điều gì từ anh ấy, vì mình là người chấp nhận lấy chồng đã từng đổ vỡ thì phải chấp nhận ảnh có thời gian cho các con riêng của ảnh.
ảnh có hai người con gái riêng. Sau khi họ ly hôn, thì chỉ 2 năm sau là vợ cũ của anh ấy có gia đình và đi Mỹ, thì đưa 2 đứa con qua Mỹ luôn. Như vậy, sau khi họ biết anh ấy lấy chị, thì 2 đứa con cũng có gửi tiền về chúc mừng ba. Rồi từ đó, cứ mỗi cuối tuần là ảnh phải gọi điện nói chuyện với 2 đứa con gái. Cứ như vậy đó, có đôi khi trong lòng chị ghen, nhưng chị dặn lòng không được phép, là vì mình chấp nhận thì bây giờ phải chịu. Chị nói vợ của anh ấy lấy chồng rồi, nhưng mà lâu lâu lên nói chuyện với 2 đứa con gái trên video với ảnh nè. Cô ấy vẫn ăn mặc hở hang, vẫn giống như khiêu gợi anh ấy vậy. Vì chị nghĩ là ở cuộc sống Mỹ họ có lối sống thoáng, cho nên chị không có nề hà. Nhưng mà trong lòng lúc nào cũng dặn phải chấp nhận thì phải chịu thôi, không được phép. Coi như chị đặt mình vào cái khuôn khổ đó. Thành ra nói là nếu như một người phụ nữ khác thì họ sẽ gây ra nhiều cái sóng gió. Nhưng đối với chị, nói không ghen là không đúng. Chị dặn lòng mình để khép lại tất cả. Thì khi đến cái năm thứ 7 trong cuộc sống hôn nhân với anh ấy, chị mới có tin vui. Khi mà biết mình có tin vui thì anh ấy lại buồn. Chị không hiểu lý do tại sao anh ấy không vui khi chị có con ở tuổi 36. Là cái tuổi cũng đã lớn rồi. Nhưng anh ấy không vui. Anh ấy hơn chị có 5 tuổi chứ nhiều. Thì cái tuổi này vẫn còn ham con, vẫn còn muốn con chứ. Huống chi mình là gia vợ chồng, một gia đình hợp pháp đàng hoàng. Anh ấy không vui, nhưng anh ấy cũng không từ chối. Và rồi chị nâng niu cái bầu. Chị phải tự lo lắng cho bản thân mình. Ảnh cũng có lo, cũng có chăm sóc đó. Nhưng chị không cảm nhận nó hết tất cả tình yêu thương 100% chồng dành cho mình và con. Cho nên chị biết thân biết phận, không dám than thở với ai. Vì ngay từ đầu gia đình mình đã không đồng ý mà. Rồi tự động lo hết tất cả mọi thứ. Đến cái khi mà chị sắp sanh thì ảnh có nói với chị lân la về vấn đề là có lẽ ảnh sẽ qua Mỹ. Thì chị hỏi anh qua Mỹ bằng con đường gì và lý do tại sao anh lại muốn đi Mỹ. Nhưng em thì không muốn, vì mình sống có cuộc sống ở đây ổn định rồi, không vấn đề gì hết. Thì ảnh nói về cuộc sống tương lai. Nếu như ảnh đi Mỹ thì con của mình sẽ có cuộc sống tốt hơn và mình sẽ đỡ lo về cho con hơn. Khi ảnh đặt đứa con chưa kịp chào đời ra để nói về cái tương lai thì chị thật sự rất vui. Vì đâu đó ảnh không có thể hiện được tình yêu thương ở bên ngoài, nhưng chắc chắn đâu đó nó vẫn có cái trách nhiệm ở bên trong. Thành ra là chị cũng nói chuyện với anh theo cái mức độ là mình nghe chồng mình tâm sự, mình chỉ hòa nhập vào những cái cảm giác của anh ấy và cái suy nghĩ của anh ấy thôi. Nhưng chị không ngờ là cái kế hoạch của họ đã sắp xếp và họ muốn là chồng mình đi qua Mỹ theo vị con cái bảo lãnh, anh ấy chỉ đi một mình. Nhưng cái khoảng thời gian chị sắp sanh cho nên ảnh không dám nói rõ về cái kế hoạch của họ đã tạo ra. Thì bởi vì chị nói ảnh nói chuyện với con ảnh có đôi khi mình đâu có nghe được hết và mình đâu có được phép ngồi giống như mình phải lịch sự chứ. Thì để cha con nó có không gian riêng. Cho nên chị mới không biết hết nhiều cái câu chuyện mà con ảnh và ảnh nói chuyện và chia sẻ. Thì khi mà chị sắp sanh thì nói một cái câu chuyện đó. Đến khi chị sanh thì ảnh nói thêm một lần nữa về vấn đề chắc là ảnh phải đi Mỹ. Thì chị nói là nếu như mà đi thì để em cứng cáp, con mình ít ra cũng phải lớn biết đi biết chạy rồi qua đó đỡ cực. Thì ảnh không trả lời. Ngay từ phút ban đầu khi nghe ảnh nói về tương lai của đứa con thì chị có mừng thầm là ảnh thương con, ảnh có trách nhiệm. Chứ chị không bao giờ nghĩ là họ
chỉ có lo được cho ảnh thôi, không lo cho mình, nhưng ảnh lại không nói ra, làm cho chị nửa lo, nửa ngờ vực và nửa mừng. Đến khi chị nói vậy thì ảnh không nói nữa. Và rồi con chị từ thời gian đó cho đến khi mà đến năm tới tháng thứ năm, con mình được tháng thứ năm đó, thì chị vẫn sinh hoạt bình thường, anh vẫn đi làm bình thường, vợ chồng vẫn cứ bình thường như vậy. Đến khi ảnh về, ảnh nói một chuyện rất là dứt khoát là phải chấp nhận như vậy để ảnh đi. Vì ảnh phải đi để sống với hai đứa con riêng của ảnh ở nước Mỹ, vì con ảnh mở hồ sơ bảo lãnh cho ảnh. Thì bây giờ muốn đi như vậy thì ảnh phải ly hôn. Thì khi chị nghe ảnh nói quyết định về cái chương trình đi Mỹ và bắt buộc phải ly hôn thì chị hơi bị bất ngờ. Và chị nói, tự ái chứ, nhưng mà cũng có nói to nói nhỏ, cũng có năn nỉ với chồng, nhưng tự nhiên mình thấy cái lòng của ảnh nó quyết quá. Ổng rất là quyết về cái cuộc sống Mỹ, về muốn được đi Mỹ. Thì chị có tự ái và chị nói, vậy là giữa đoàn tụ với con gái của anh ở bên Mỹ, hay là anh phải có hai lựa chọn, chọn đoàn tụ với con gái ở bên Mỹ, hay là chọn gia đình này với đứa con trai của chúng ta. Thì ảnh trả lời ngay và liền là ảnh chọn hai đứa con gái ở nước Mỹ, nhưng không có nghĩa là ảnh bỏ đứa con trai này. Thì chị nói, trong cuộc hôn nhân này nó không vướng bận mỗi đứa con, mà trong cuộc hôn nhân này có anh, có em thì nó mới tạo nên một gia đình. Thì ảnh không màng và cũng không nghĩ, cũng không nói hay đá hoài gì tới chị. Mà chị nói sau khi ổng qua Mỹ, ổng sẽ lo cho đứa con trai này và tương lai nó phải được ở Mỹ. Chỉ vậy thôi. Rồi chị nói quyết định kỹ chưa? Rồi kế hoạch qua Mỹ như thế nào? Tại sao anh bỏ em? Ví dụ như bỏ em là mình ly dị để anh giấy tờ suôn sẻ đi, hay là ly dị là coi như chúng ta cắt đứt cuộc sống này, cắt đứt cuộc hôn nhân này. Thì ảnh trả lời là cắt đứt cuộc hôn nhân này thì anh mới được đi Mỹ. Chỉ đơn giản ở cái câu xoay quanh về đi Mỹ mà thôi. Ngoài ra không có một cái tương lai kế hoạch hay thậm chí một cái hứa hẹn gì với chị sau khi đặt bút ký tờ giấy ly hôn. Thì chị nghe nói như vậy thì chị thôi dừng lại, khóc rất nhiều, tủi thân rất nhiều. Sau sanh chị mới 5 tháng, cái nỗi đau chưa nguôi ngoai ở thể xác, bây giờ chị phải chấp nhận đau ở tâm hồn và trái tim. Về trò chuyện với cha mẹ chị không thông cảm mà chửi xối xả vào chị và nói thẳng ngay lập tức, mày không nghe lời cha mẹ, không nghe lời gia đình thì bây giờ mày tự chịu. Sau khi mà mày ly dị rồi, đừng có lết cái mặt về đây báo cha báo mẹ để làm tai tiếng cả dòng họ. Khi con người ta cần một nơi để trở về thì cái việc đầu tiên người ta nghĩ đó là gia đình. Nhưng cha mẹ đã không tâm lý, gia đình đã không hiểu và xua đuổi, thì bây giờ chị phải bám vào đâu và trở về đâu đây? Chính vì vậy cho nên vừa là cái nỗi đau ở cái cuộc sống hôn nhân, vừa đau với cái người đàn ông mà mình đầu ấp tay gối, đã vậy còn buồn cho cả gia đình mình. Chính vì điều đó cho nên chị nói tay chân chị run lẩy bẩy, nước mắt tràn trụa như vậy, và tay run run đặt bút xuống ký cái tên để anh ấy thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này. Khi chị nói ok, anh làm hết đi, em sẽ ký, ngay lập tức tờ giấy nằm trước mặt. Chị ôm đứa con trai 5 tháng tuổi mà không thể kềm lòng được khi ký giấy. Chị còn thương anh ấy lắm, chị yêu anh ấy lắm. Vì chưa bao giờ chị có cảm giác và nỗi đau
như ngày hôm nay mà chính anh đã tạo ra cho cuộc sống của chị. Mất chồng, mất cái gia đình này, rồi mất luôn cái gia đình lớn mà mình gọi là cha và mẹ. Chị không thể nào trụ nổi được nữa. Nó vừa đau mà còn vừa nhục nữa chứ. Nhục là vì cái người đàn ông mình tin tưởng đặt hết cả cuộc đời mình cho anh ấy. Chỉ mong rằng chúng ta cùng nắm tay nhau tạo dựng một cái cuộc sống gia đình trong tương lai đi hết cả cuộc đời. Nhưng không, vì anh ấy tham vọng ở cuộc sống Mỹ mà chấp nhận bỏ rơi hai mẹ con chị. Và rồi sau này, khi ly hôn khoảng 5-6 tháng, thì anh ấy có gọi điện cho chị và nói là anh ấy sẽ đi Mỹ vào năm tới. Thì chị nói, ủa sao lẹ quá vậy? Thì ảnh mới có kể ra cho chị. Thật ra bà vợ cũ của ổng, bà kết hôn với một người Việt Kiều chỉ sau 2 năm ly hôn là bà và cả ba đứa con được qua Mỹ. Rồi họ sống với nhau được mấy năm, không có thuận hòa. Rồi bà đã ly dị rồi, và hai đứa con hiện tại rất mong muốn là ba qua bên đó đoàn tụ. Thế là hai đứa con vừa đủ tuổi là nó mở hồ sơ cho ba nó. Nhưng trước khi mà muốn có cái hồ sơ đi Mỹ thì nó bắt buộc ba nó phải ký giấy ly hôn. Ba phải độc thân thì nó mới lo ba đi Mỹ. Thì khi mà ổng nói là năm sau là ổng đi Mỹ thì chị hơi bất ngờ là nó nhanh quá, thì ổng mới kể ra là sự việc nói như vậy. Cho nên ổng phải ly hôn để ly dị, để đi Mỹ chứ không phải ổng bỏ rơi gì hai mẹ con hết. Thì sau khi đi ổng vẫn có trách nhiệm với con và vợ và con chứ không phải ổng bỏ luôn. Thì chị nghe thôi chứ bây giờ không còn gì nữa. Sau khi đó thì mỗi người đi một đường rồi, cho nên là biết là trước sau gì ảnh cũng đi Mỹ, cho nên là chị cũng không có ấy. Đau buồn thì tá túc vào nhà bạn bè, người này ở 5-3 tháng, người kia ở 5-3 tháng để kiếm việc làm nuôi con thôi. Đại khái nó là như vậy. Thì khi nghe ảnh kể cái gì là chị biết cái đó. Rồi tới ngày ảnh đi Mỹ thật, trước khi lên máy bay, anh ấy đã kịp đưa cho chị 25 triệu đồng. Đó là những đồng tiền cuối cùng mà chị được nhận từ anh ấy. Đáng lý ra chị sẽ không nhận đâu, nhưng mà tại sao không? Đó là tiền sữa, tiền tã, tiền để nuôi con, thì tại sao từ chối? Chị nhận chứ, vì đây là đứa con được sinh ra trong cuộc hôn nhân hợp pháp mà. Và cũng từ 25 triệu đó, chị mới có cuộc sống Hàn Quốc như ngày hôm nay. Rồi thì sau khi anh ấy được định cư ở Mỹ, ta nói im lìm, bẵng luôn, cả năm sau mới liên lạc. Thì khi liên lạc lại với chị, ảnh chỉ nói một câu duy nhất, anh nhớ con quá. Cuộc sống ở bên Mỹ không như anh nghĩ, nó cực lắm em à, khổ lắm em à. Và bây giờ anh phải chấp nhận lòn cuối để sống ở nơi đây. Thì chị nói tại sao phải lòn cuối? Thì ảnh nói, anh đã dối gạt em. Khi qua Mỹ, anh và vợ cũ của anh đã kết nối lại. Và hiện tại anh sống với cô ấy và hai đứa con của anh. Chị nghe tới đây như gục ngã. Nó nhục quá, nó nhục cho thằng đàn ông quá, không thể nào chịu đựng được nữa. Thì chị mới nói thôi, coi như em trả anh về cho cuộc sống gia đình cũ của anh. Chúc anh mãi mãi hạnh phúc và coi như không có đứa con rơi này. Chị nói coi như không có đứa con rơi này là để cho ảnh biết rằng đây là đứa con riêng biệt của chị, không dính dáng gì tới anh ấy. Và trước khi cúp máy, chị cũng có nói một câu. Chị hứa là sẽ cho con của chị có cuộc sống đàng hoàng như người ta. Nó sẽ không bao giờ thiếu ăn hoặc đói nước. Yên tâm đi. Rồi chị lẳng lặng bỏ đi luôn. Cắt đứt tất cả mọi liên lạc với anh ấy. Vì coi như nó đã xóa sổ ra khỏi cuộc đời của chị. Rồi từ quý
vị còn nhớ 25 triệu đồng đó không? Chị giữ cho mãi đến cái khi mà nhận được cái cuộc điện thoại cuối cùng đó thì chị mới lấy ra sử dụng thêm 25 triệu mình đã làm cực khổ dành dụm nữa. Chị mới đi hợp tác lao động theo lời cái con bạn nó hứa nó giúp đỡ. Tức là chị có một con bạn, nó lấy chồng Hàn Quốc, nó đã qua Hàn Quốc rồi. Nó sống có cuộc sống sung sướng ở Hàn Quốc rồi. Và bây giờ nó nghe cuộc đời của chị như vậy, nó thương quá. Cho nên nó nói kiếm tiền đi, rồi nó sẽ giúp mình đi. Rồi thiếu đủ bao nhiêu, nó sẽ cho mượn. Thì bây giờ kiếm người đàn ông để kết hôn thì nó sợ, bởi vì may mắn không được mấy người. Thế là chị mới nói thôi kiếm cái chỗ nào mà có thể đi lao động được, chị đi đi về về với con. Vì nếu như có đi lấy chồng cũng bỏ con lại tội con, thì thay vì đi làm đi rồi mình có thể đi đi về về dễ dàng. Thì bạn chị đồng ý. Và cuối cùng thì đi hợp tác lao động, mất một số tiền cũng kha khá. Nhưng không sao, chỉ 2 năm sau là chị có đầy đủ tất cả rồi. Rồi thì vừa trả nợ, vừa nuôi con học ở trường tốt, rồi con có cuộc sống đầy đủ ở Việt Nam. Rồi chị chịu khó, chịu thương, ta nói làm lụng tất cả, không nề hà thời gian, vì cái nỗi đau nó lấn át đi cái sự mệt mỏi. Cái nỗi đau của cái người đàn ông mà mình đã từng gọi là chồng đó, nó lấn át đi tất cả mọi cái phiêu cảm trong cơ thể của mình. Và từ đó cứ sáng sớm đeo bao tay vô đi làm lạnh, coi như cắn răng môi nứt nẻ cũng phải chịu, làm mãi cho tới tối mới về. Cứ như vậy nó đều đều. Hiện tại bây giờ chị đang có cuộc sống ở Hàn Quốc gần 5 năm. Và chị nói trong 5 năm này chị dứt khoát không liên lạc với ông ấy, và chị biết ông ấy sẽ tìm cách liên lạc về. Và nghe gia đình chị nói là nó có về đây tìm, nhưng mà gia đình lại giấu đứa con đi và cũng không nói gì về tin tức của chị. Cho nên ổng cũng không thể tìm được và cũng không biết tin tức gì. Và chị nói hiện tại bây giờ chị đang có bạn trai là người Hàn Quốc. Anh ấy rất tội nghiệp, nghe về cuộc sống, hoàn cảnh của chị, anh ấy thương, cũng làm chung chỗ với chị đó. Rồi hai người đang hẹn hò với nhau và chị nói sắp tới đây sẽ cưới. Và sau khi cưới là chị sẽ đưa con qua Hàn Quốc sống với chị. Thì nghe tới đây mình cũng cảm nhận được rằng là cuộc đời con người ta đúng là đã là con người, không ai có cuộc sống bằng phẳng. Nó phải gập ghềnh, nó phải gồ ghề và đặc biệt nó phải trải qua nhiều thứ lắm. Nỗi đau, gian khổ, cực khổ, ta nói tất cả những gì mà nó hiện hữu ở trên phim thì nó lấy từ ngoài đời vô đó. Cho nên nếu may mắn chúng ta không trải qua cái nỗi đau giống như họ, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ trải qua nhiều cái gập ghềnh khác thì nó mới được suôn sẻ như ngày hôm nay. Thì sau khi chị đã trải qua tất cả các nỗi đau, nỗi buồn, nỗi lòng, và đặc biệt đứa con không có biết mặt cha, không nhớ cha mình là ai, và chị cũng không bao giờ muốn cho con mình có ấn tượng gì với cha hết, vì nếu có tội cho đứa con của mình. Thành ra bây giờ tội nhất vẫn là đứa con. Thì khi Hailey nghe nói đến cái khúc mà chị đang có bạn trai rồi sẽ kết hôn á, Hailey mừng thầm cho chị và tới đây có thể thở phào nhẹ nhõm và luôn cầu chúc để chị an hưởng được cái hạnh phúc với người chồng mới, đặc biệt là người chồng Hàn Quốc. Vì cũng khó, nhưng không có cái khó gì nó đánh bại cái ý chí của chúng ta. Cứ hãy sống tốt đi, cứ đem hết cái sức lực, cái thiện trong tâm của mình đẩy hết ra ngoài để sống với họ đi. Rồi chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại được những cái mà chúng ta đã gieo. Thì Hailey xin chúc mừng chị và cũng cầu chúc cho hai mẹ con được đoàn tụ và con sẽ được sớm có cuộc sống Hàn Quốc giống như mẹ. Mãi mãi hạnh phúc chị nhé. Cái gì cũng vậy, sau cơn mưa trời lại sáng. Cảm ơn chị rất rất là nhiều. Và chị nói chị rất thích kênh của Hailey và đặc biệt chị rất tin
tin về những câu từ Haley chia sẻ, cho nên là chị mới kết nối để kể ra. Chứ chị nói muốn giấu kín nó để trở thành một cái quá khứ, nhưng quá khứ nào rồi nó cũng sẽ đau. Vì nếu đã là quá khứ không tốt thì nó sẽ mang cái nỗi đau gieo dặn hoài hoài. Thành ra hôm nay kể ra và được nói chuyện với Haley, được cùng nghe hết những gì mà chị nói, Haley nói, chị hỏi, Haley trả lời, thì chị đã nguôi ngoai được phần nào trong cái cách suy nghĩ. Mãi mãi hạnh phúc chị nhé. Cảm ơn chị. Và Haley xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị luôn quan tâm và theo dõi, ủng hộ kênh của gia đình Haley nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.